Xin chào cả nhà, nhà chào các cháu, ngoại chào các cháu nha. Hôm nay ngoại kể chuyện mà hồi xưa đó. Thì cái này là nghe mấy người ở trên đó, tại giờ ta kể mấy ở Bình Long, An Lộc hồi xưa đó, không biết không? Bây giờ là Phước Long á. Thì có cái bệnh viện đó, người ta chưa tiếp nhận xác chết, chẳng hạn như bị thương chiến tranh, là với lại bệnh viện nó tiếp nhận là cái số bệnh tật, những người mà ta bị tai nạn giao thông rồi này nọ vậy đó, thì coi như là lên tắm rửa rồi trang điểm lại, nam cũng trang điểm và nữ cũng trang điểm, ta nói là trang điểm để kiếp sau, có kiếp sau nữa, cho người mình đẹp đẽ tươi lên. Thì coi như là cái số này trang điểm có nam mà cũng có nữ nữa. Có cái ông này, ông chuyên gia là ông cũng trang điểm cho xác chết. Là ông thấy ông cũng lớn tuổi, ông làm ý là ông có thằng con trai, ông muốn cho vô làm để nửa sau nó nghiệp ổng vậy đó. Nhưng mà cái thằng con trai ổng thì với cái tính cách đó, nó không có đàng hoàng. Kiểu nó hả bất dạy lắm. Nó hả ham hố sắc đẹp không nè. Có con bé đó là nó chết đó là nó bị tim thôi, chứ không có gì hết trơn á. Người nó không có say sát cái gì hết trơn á. Thì ổng giao cho nó mà, ổng chỉ biểu nó làm, để chỉ dẫn cho nó, để cho nó làm ăn nữa sau nó nối nghiệp ổng. Nó trang điểm người ta rồi, nó thấy người ta đẹp đẽ, nó hả xâm phạm tiến hạnh của người ta. Rồi coi như là không ai biết gì tới hết trơn á, cái chuyện nó làm thì không ai biết vậy đó. Nhưng mà cũng khoảng chừng cách nhau cũng cả chừng 5-10 bữa nửa tháng vậy đó, cái nó đi về, tới ca đã làm xong đi về. Thì nó đi về nó vừa ra khỏi cổng bệnh viện thôi. Mà hồi xưa cổng bệnh viện nó phải như thành phố mình đó, đi ra đường cây cối rồi tùm phải không, như cái khu mà cái khu bên nhà xác á. Thì đó là gắn vẻ lắm, cái đó nhìn ra thấy cô bé nó mắt nó mà cười, mắt nó đi ra đây nè, đi ra đi với em nè, nó đi thì nó cũng đi ra luôn, nó tưởng là ai kêu nó phải không. Thì cái tánh ham hố mà đi ra là sao không biết nữa, đi băng đi ra bị xe đụng chết luôn. Khi mà ta biết được á thì chưa có chết đâu nha, vô bắt đầu hấp hối thôi, vô bắt đầu kể lại, nó kể là câu chuyện vậy cho ba nó, cha nó nghe đó. Bởi vậy cái nó kể lại cho cha nó nghe là câu chuyện mà nó xâm phạm xác thịt nhỏ cái cô bé này vậy đó. Cho nên nó ra đường, nó vừa ra thì nó thấy một cô gái đó, nó tưởng là người chứ không phải là ma, phải không? Cứ mắt nó đi sao nó lố vô xe luôn mình không biết. Thì nó vừa kể xong xuôi cho cha nó nghe, thì cha nó cũng chửi nó phải không, nói nó ổng cũng tưởng là nó chưa có chết. Thì nó kể xong xuôi cái bắt đầu nó ngã ngang, nó chết luôn, tắt thở luôn. Thì đó các cháu thấy như vậy là cũng có luật nhân quả thôi, nó gieo ác thì nó sẽ gặp ác thôi. Đã làm cái nghề này rồi mà còn không biết tư thủ, mà còn làm những cái chuyện trái ý lương thường, bởi vậy sau này không có tồn tại được, không thấy không? Thì cái câu chuyện nó như vậy đó. Rồi ngoại xin kể tiếp theo nữa là hồi xưa không biết đám cưới mà cũng đi, người ta kêu đi một đoạn đường mới được lên xe hoa, chứ không phải như bây giờ mình ra là tới cổng là có liền. Mà con biết tự trong nhà đi bộ ra là xa lắm, mà cô dâu thì mặc xa rê, đi xong rồi lên xe về cũng biết. Nói ngoại nói thì thấy nó hơi kỳ chút ha, mắc tiểu quá đi, không lẽ hả đi tiểu mà nói vợ giờ đang mặc xa rê mà nói giờ mắc tiểu mà đi tiểu sao. Mới vô thánh đường làm lễ, mà các cháu biết không, vô trong nhà thờ làm lễ hả, nói qua là các cháu, có thể là các cháu công giáo không, các cháu biết đó. Đọc lâu lắm luôn, đọc mấy cái bài thờ kinh thánh rồi này nọ đó, mấy tiếng đồng hồ luôn. Nó dừng ra, đi ra, cô dâu vừa đi ra thì
đãi nhà hàng luôn. Đó, vô nhập tiệc nhà hàng cô dâu xỉu luôn. Xỉu là bắt đầu vừa xỉu là té đái vô vườn bể bọng đái chết. Còn đang mặc sa rê luôn, đúng không biết. Chừng đưa vô bệnh viện là bác sĩ nói là bể bọng đái chết đó, không biết. Rồi sau này người ta thấy tự nhiên cái nhà hàng mà đãi đâu không hiểu không đó. Thì lúc nào người ta thấy nếu mà ai mà hạp á thì vô vợ mở toilet nữa là thấy cô dâu mặc sơ rê đứng trong trong toilet đó. Bởi người ta thấy người ta nói là có người ta không dám vô, nhưng mà ta đứng ta chờ hoài sao cái cô này không ra. Chừng gõ cửa không thấy ai trả lời, mở cửa vô không thấy ai chưa, mà cứ như vậy. Không biết sau này hả, không biết lộng hành nhát người này đã tới hả, người kia người biết vô cái quán hả, làm ăn cũng được suy sụp luôn đó, không biết đó. Tới hả, ví dụ như mà ai mà đi vô người ta thấy vậy, người ta ra người ta đồn, người ta sợ, người ta đâu khách, người ta đâu có dám lợi người ta đặt tiệc đâu. Rồi không biết hả, cái gặp ông chủ này cũng vậy nè. Ông chủ này cái tính hả, cũng lụ đạn lắm, thấy coi tiếp viên nào mà đẹp đẹp á là hưởng sấy hết. Bởi sao á, con nhỏ này nó như nó nhà quê mà nó cũng như là con nhà lành, con hiểu không. Nó vô nó làm, con người ta làm cái hả, làm đâu được 5-3 tháng gì đó, thấy con người ta vậy tòi về hoài, cái nó hả, nó đâu có chịu đâu. À, hại con người ta ỷ sức á, thì hiếp dâm con người ta, nó tức quá tự giận nó chết luôn. Nó tự giận trong cái quán nó chết luôn. Mà biết sau này nó nhát, tối ngày nó nhát ai, nhát mấy thằng nam với lại thằng chủ luôn. Nó nhát thằng chủ á, chỉ là sợ giống như là thần kinh luôn á, ngồi nó nhảm mà biết không. Như chẳng hạn thấy không có ai cũng ngồi nói chuyện của mình à, mà giống người ta nhìn giống như có người ngồi nói chuyện, giống như là nói ở trong cái du hồn vậy đó, nói trong không khí á, nói lia lịa luôn đó, không biết. Rồi làm ăn suy sụp nợ nần rồi riết hả, không biết. Rồi bây giờ thần kinh luôn, đi lang thang luôn, không biết. Giờ giết bán nhà vợ con, bán cái sang cái quán đó lại, rồi thậm chí không có nhà ở, đi mướn phòng trọ ở luôn. Bởi vì ngoại nói với con nghe, các cháu nghe, mình làm cái gì cũng vậy, mình phải có lương tâm chút xíu. Mình làm ác thì mình sẽ gặp ác thôi đó. Ngoại kể như vậy đó. Rồi ngoại nói ví dụ mà cái ông chủ quán này mà ngồi nói chuyện á, hư vô mình giống như nói chuyện với không khí vậy đó, thì ngoại sẽ nhớ tới một cái câu chuyện là cái đứa trẻ nào đua xe đó, chở bồ đi mà đua xe, đua sao cái nó chạy quá trớn hết tốc lực đi, té nhào xuống, mà cái người ngồi sau á nó lộn mèo nó chết tại chỗ, còn cái thằng trước cũng sao hết trơn đó, không biết. Bây giờ á coi như là cái ngày mà có cô bé này chết á, tới bây giờ cũng là 8 năm rồi, 7-8 năm rồi, nhưng mà hả cái cậu này không có vợ, mà ngồi đâu thì nó nhảm mình à. Nó ăn uống gì phải nhắc cái ghế riêng để mà ai ngồi cũng cho nó, để cho vợ ta ngồi này kia nọ, cũng vẫn lấy chén lấy bát lấy ly rồi để như có người ngồi có phần vậy đó. Mà con biết không, bây giờ đó hả, coi như gia đình mà thôi nói mà đi hỏi vợ cho nó hả, là nó không chịu, nó phản ứng liền, nó nói là nó chống đối, nó nói là nó có vợ rồi, rồi có vợ dẫn về đi, nó vợ chết rồi đó, gia đình nó không có chịu. Mà giờ hả nó ăn uống gì á thì nó cũng ngồi nói chuyện, em ăn đi lại gì á, mà nói chuyện rồi nhiều cái không có ai á thì nó nhắc ghế ngồi nó nói chuyện, nó ngồi nói chuyện như giống như là nói chuyện với không khí, mà như có người ngồi cái bên nó vậy, anh em là ngọt sớt à đó. Cháu biết không đó, mấy cái cậu mà đua xe mà chạy cho cố đó, rồi vậy đó, mà như bây giờ cũng vẫn còn tiếp tục à, cũng còn đua xe chứ chưa có sợ đó, không biết. Mới đây nè, mới đây con biết ha, bên đây bên mình nè đua xe làm sao cứ chạy lên mà cái nhóm mà nó đi Vũng Tàu không biết không, nó chạy ra tới hai chỗ mà cái đường diện cái chỗ cao su á, cái đám cao
su nè. Nó chạy chạy vô đó không biết sao, ngay chỗ cái tảng đá của người ta để mà đi km về tới đâu vậy đó. Chạy lũi vô đó. Chết, có mình cậu đó chết thôi. Chạy vô tới đó rồi té xuống chết rồi mà chiếc xe vẫn còn quay ào ào luôn không biết. Rồi cái bữa đó hả, cậu Năm nó có đi về với chứng kiến, có về kể cho ngoại nghe. Con nó trời chạy cái gì mà dữ vậy không biết nữa. Tự nhiên là lố vô cái đường nó chạy, không chạy mà lố vô cái km của người ta gãy luôn. Nó không biết vậy mà cũng chưa tẩn. Thì đó ngoại kể vậy đó. Cái câu chuyện mà cái cậu này cậu đua xe mà cậu không sao mà người yêu cũng chết. Đó giờ gia đình ta đem về chôn cất này nọ mà vẫn bây giờ cậu vẫn ở vậy. Mà suốt ngày là nói chuyện giống như nói chuyện với hai người vậy đó. Mà ăn uống cái gì cũng vậy, ngắt ghế phải để riêng ra. Rồi để ly nước, rồi để chén bát, rồi để nó. Mà ai lại hồi gần là không cho nó, để đó cho vợ tao ngồi. Nó đi chắc có lẽ đi theo suốt cuộc đời luôn đó. Không có ly vợ được luôn. Bởi vì cô này cũng chưa tới số mà, cô chết vậy cô đi dương vấn cô đi theo hoài. Nếu tới số đâu có đi được. Đó, thì ngoại kể vậy đó. Rồi ngoại xin chào nha.